Điều gì làm cho bạn không ra khởi nghiệp? Điều gì nó đang giữ chân bạn lại? Tại sao nó làm cho bạn bị trì hoãn? Thì mình thấy có một cái số nguyên nhân sau. Nguyên thứ nhất là có nhiều bạn cứ nói khó. Gặp cái bạn nào nói ra khởi nghiệp đi, nói khó. Mình gặp bạn nào cứ ôi sao họ nói với mình là họ không có tiền, họ muốn ra khởi nghiệp, nhưng mà kêu họ là làm mà họ nói nó khó lắm. Vậy thì chúng ta cứ để cho cái từ khó nó nằm ở trong đầu của mình thì tự nhiên chúng ta thấy cái gì nó cũng khó hết. Nếu các bạn mà trước khi các bạn học ngoại ngữ mà nói đi ra học ngoại ngữ nó khó lắm thì tự nhiên các bạn cũng thấy nó cũng khó. Các bạn trước khi các bạn lái xe mà nói học lái xe nó khó lắm thì tự nhiên các bạn thấy nó khó. Thậm chí mà khi mà chuẩn bị các bạn ăn một cái món gì đó, ví dụ như một cái món bún mắm đi, mà các bạn nói ô ăn này nó khó lắm thì tự nhiên là nó cũng khó. Thậm chí mà nói vui là trước khi chúng ta đi tán gái mà chúng ta nói đi tán gái nó khó lắm thì nó cũng khó. Các bạn vậy thì bây giờ chúng ta không có được để cái từ khó nó ở trong đầu mình, mà chúng ta phải có quy trình là biến khó thành dễ. Vậy thì mình lại có những cái câu chuyện mình gặp có nhiều bạn rất là vui, hỏi các bạn có muốn ra khởi nghiệp không? Muốn. Họ thấy khởi nghiệp khó không? Nó khó. Họ có ra khởi nghiệp lần nào chưa? Nó chưa. Nó chưa ra khởi nghiệp mà biết nó khó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì cứ chúng ta thấy nó khó thì chúng ta lại không làm, mà chúng ta lại không làm thì chúng ta thấy nó khó, và chúng ta thấy nó khó thì chúng ta lại không làm, không làm thì thấy nó khó. Vậy thì các bạn thấy chúng ta tự chặn chúng ta hai đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có cái quy trình biến khó thành dễ. Vậy thì chúng ta biến khó thành dễ thế nào các bạn không? Khó, chúng ta phải có quy trình biến khó thành dễ. Cái bước nó là như vậy. Vậy thì chúng ta biến khó thành dễ bằng cách nào? Chúng ta đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình 3 bước. Bước 1, bước 1 là chúng ta phải học. Vì sao chúng ta phải học? Cái bước 1 là cái bước khởi đầu cho tất cả. Khi cái gì chúng ta không biết thì trước tiên là chúng ta phải học. Các bạn thấy là để chúng ta biết được lái xe thì chúng ta phải đi học lái xe. Mình hay nói rằng là chúng ta không có khả năng học thì chúng ta cũng không có khả năng làm. Một người mà họ muốn làm được kế toán thì trước tiên họ phải đi học kế toán, rồi sau đó họ mới đi làm kế toán được. Một người mà họ muốn trồng cái hoa lan đẹp được thì trước đó họ phải đi học cái cách trồng hoa lan, rồi sau đó họ mới trồng hoa lan được. Chúng ta phải có khả năng học. Con người chúng ta rất là may mắn, ai sinh ra cũng có khả năng học. Các bạn ơi, chúng ta đọc được chúng ta cũng học, chúng ta nói được chúng ta cũng học. Ngày nay các bạn làm được tất cả gì các bạn cũng phải bắt đầu từ học trước rồi. Sau khi học chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải chuyển sang cái bước thứ hai. Đó là cái bước gì ạ? Bước 2. Đó là bước chúng ta làm. Học xong thì phải làm. Học xong thì phải thực hành. Học xong mà không thực hành nó biến thành quan điểm. Học mà các bạn không thực hành nó sẽ biến thành gì? Quan điểm. Quan điểm. Và bạn mang cái quan điểm này bạn đi cãi lộn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Mấy cái ông mà không làm là ổng đi cãi lộn dữ lắm. Ổng học đâu không làm á, cái gì ổng cũng biết á, nhưng mà ổng không có làm được gì, ổng đi cãi lộn. Học xong rồi chúng ta phải làm. Và làm thì sao ạ? Làm thì các bạn sẽ thấy nó ra có hiện tượng là cái lúc chúng ta làm đúng đi, ok đúng thì quá tốt, đúng tôi làm tiếp. Nhưng mà cái lúc chúng ta ra làm cái chúng ta thấy nó sai, sai thì không thành vấn đề gì, sai thì sửa sai làm tiếp. Nói chung đúng sai gì cũng làm. Và càng làm nhiều thì chúng ta càng rút kinh nghiệm. Và chúng ta rút kinh nghiệm nhiều thì chúng ta cứ làm nhiều, rồi rút kinh nghiệm, làm nhiều rồi rút kinh nghiệm. Một lúc nào đó thì chúng ta sẽ trở thành đi sang bước số 3. Bước số 3 thì chúng ta sẽ gì? Nó sẽ làm cho người chúng ta phát triển. Phát triển nghĩa là chúng ta lớn lên. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta thấy nó dễ. Các bạn không ạ? Tổng hợp 3 bước này là chừng cuối cùng chúng ta thấy nó dễ. Vậy chúng ta phải có một cái quy trình biến khó thành dễ, chứ chúng ta không được ngồi đó chúng ta thấy nó khó. Mình ví dụ với bạn, một bạn đi học cái chương trình của mình cho tới giờ là bạn sở hữu một cái doanh nghiệp kinh doanh hoa lan. Xuất phát điểm bạn là một người nhân viên IT hoàn toàn không biết kinh doanh, không biết khởi nghiệp là gì, và suốt ngày làm IT trong một công ty của bạn thì nó cũng chán. Thì hôm đó bạn tâm sự với một cái chị, thì bây giờ em muốn ra kinh doanh mà em không biết là sao. Chị đó mới cho em giới thiệu mà em muốn ra kinh doanh thì chị giới thiệu cho em đi gặp cái ông thầy này. Đó là bạn tới bạn gặp mình và mình kêu ok muốn kinh doanh thì phải bắt đầu như thế nào. Bây giờ bắt đầu em phải chọn cho mình một cái sản phẩm. Vậy thì bạn mới về, bạn nói là mình nói là em về em thích gì thì em cứ ghi hết ra giấy, em phải có một tờ giấy trắng, em thấy bất kỳ một cái gì là em phải ghi ra, em ý tưởng gì em ghi. Bạn ghi cho mình một clip vài chục sản phẩm này, chừng cuối cùng thì bạn mới tới, bạn gặp mình, bạn mới đưa cho mình, bạn mà kêu em nè, em ghi hơn 20 mấy lệnh vật này, vậy thì thầy giúp em chọn nào, mình cũng không chọn luôn, mình chỉ đặt câu hỏi lại cho bạn tiếp. Mà kêu vậy thì bây giờ kêu em bỏ hết đi 20 cái, còn giữ lại 5 cái thôi, cái đó là 5 nào thì bạn phải ngồi bạn làm tiếp, bạn gạch bỏ còn lại 5 thứ. Thì chừng cuối cùng sau khi còn 5 thứ xong, mình kêu là bây giờ là em phải chọn một cái thôi, bắt buộc em phải bỏ hết 4 cái kia. Thì chừng cuối cùng á, bạn nhìn đi nhìn lại thì bạn cuối cùng là bạn khoanh cái chỗ hoa lan. Mình hỏi vì sao bạn chọn hoa lan, bạn cứ từ nhỏ tới lớn giờ bạn quý hoa lan, bạn thích hoa lan, bạn đam mê nó, ok. Mà nói là cứ đủ yêu nó chưa, bạn nói là đủ yêu rồi. Mà nói đủ yêu bao nhiêu phần trăm, mà nói là 80% rồi. Mình nói 80% thì cũng chưa được, tại vì đủ yêu thì mới đủ liều. Các bạn nói thằng nào mà nó yêu nó mới liều, nó không yêu thì nó không có liều. Vậy thì 20% nó là gì? Thì bạn mới nói rằng là 20% đó là do em chưa có kinh nghiệm, em chưa có cái kiến thức. Mình kêu tuyệt vời, mình sẽ chỉ em làm sao để có kinh nghiệm, có cái kiến thức. Em giả sử như là em đã có kinh nghiệm rồi, em có kiến thức rồi thì bao nhiêu phần trăm? Nó nói vậy là em 100% rồi. Vậy là đủ yêu thì phải đủ liều. Em có dám điều vì nó không? Bạn nói dám. Vậy thì các bạn không ạ? Rồi bắt đầu từ đó bạn mới ra, mình mới nói là hãy đi tìm nhà cung cấp đi, tìm những nơi nào bán lan sỉ đi. Thì một thời gian sau thì bạn đã tìm ra những người bán lan sỉ rồi. Mình nói đi lấy của họ đi, rồi đi ra đường, đi chào hàng từng người một. Lúc ban đầu mới đi bán hàng nó khó lắm các bạn ơi, nó khó lắm. Nhưng mà bạn gặp 1 người, 2 người, 3 người, 5 người, một ngày đó bạn gặp được 20 người. Khi mà bạn bán được tới 20 người, bạn bán được cái hàng thứ 20 rồi thì bạn về bạn chia sẻ mình. Bạn kêu à, hóa ra bán hàng nó cũng không thực sự khó lắm. Các bạn thấy điều đó mà. Nghĩa là bạn làm biết rồi, tự nhiên bạn rút kinh nghiệm. Qua tới người 20 thì tự nhiên bạn thấy nó dễ. Ok, và bây giờ dĩ nhiên bạn đó qua 5 năm rồi, bạn đang sở hữu một cái doanh nghiệp Hoa Lan. Nói chung là thu nhập của bạn, các bạn biết mình nói ra cái con số, các bạn phải làm ơn. Thu nhập các bạn, thu nhập á, lợi nhuận á, mà từ kinh doanh Hoa Lan á, nhưng bây giờ doanh nghiệp của bạn lớn rồi, bạn bán cả toàn quốc lận á, thu nhập hàng tháng hơn 1 tỷ bạc. Các bạn thấy không? Các bạn không hình dung nổi. 5 năm, sau 5 năm từ một cái anh chàng IT mà bây giờ thu nhập hàng tháng cả tỷ bạc. Các bạn một năm người ta kiếm, các bạn thấy người ta kiếm rất là nhiều tiền. Ok, hơn ai hết các bạn hãy đi hướng dẫn theo cái quy trình này. Hoặc là có những bạn lại có một cái câu nói rằng là em ra kinh doanh em sợ rủi ro. Cái từ rủi ro, sợ rủi ro, ok không? Rủi ro. Các bạn nói là em ra kinh doanh em rất là sợ rủi ro. Vậy khi nào chúng ta nó rủi ro các bạn phải không? Mình ghi cho bạn cái công thức để bạn thấy này. Rủi ro đồng nghĩa với việc gì? Thiếu gì? Thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức. Khi chúng ta thiếu kiến thức cộng với gì? Thiếu cái gì? Thiếu trải nghiệm. Thiếu trải nghiệm. Chúng ta thiếu kiến thức và chúng ta thiếu trải nghiệm thì nó rủi ro ngay. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Thiếu kiến thức, kiến thức. Bây giờ ví dụ như là kiến thức các bạn về lĩnh vực lái xe là bằng con số 0. Có biết gì về kiến thức lái xe đâu, có biết gì về luật đâu, có biết gì về phương pháp đâu. Thì chúng ta lên chúng ta ôm lái xe, chúng ta lái theo rất là ẩu. Chúng ta cũng chả chưa bao giờ lái xe, chưa chịu thực hành lái xe. Cái chỗ này số 0, chỗ này số 0, chắc chắn rủi ro 100%, không bàn cãi. Ra khởi nghiệp cũng vậy, kiến thức về khởi nghiệp bằng 0, không có kiến thức gì về kinh doanh hết, chưa bao giờ ra khởi nghiệp hết. Hai chỗ này có con số 0, chắc chắn thất bại. Vậy thì làm sao để chúng ta giảm rủi ro? Tăng kiến thức lên, tăng trải nghiệm lên. Kiến thức ít vẫn còn rủi ro nhiều, trải nghiệm ít vẫn còn rủi ro nhiều. Rồi mỗi ngày chúng ta tăng lên, tăng cái này lên 100%, thì này nó hết rủi ro. Các bạn thấy không? Rủi ro là chúng ta kiểm soát được. Khi chúng ta chịu học hành và chúng ta chịu làm thì nó sẽ giảm rủi ro. Rủi ro mình đã chia sẻ bạn cái công thức rồi. Rủi ro là do chúng ta thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm. Bây giờ mình kể cho bạn một cái câu chuyện này. Có một bạn nữ, ok mà bạn nói chung rất là đam mê kinh doanh, có tiền nữa các bạn, vừa đam mê nhanh vừa có tiền nữa. Thì bạn ra tuy nhiên bạn thiếu cái kiến thức kinh doanh và cũng chưa bao giờ trải nghiệm kinh doanh, làm môi giới chứng khoán mà. Rồi có tiền, rồi rất là đam mê một cái nhà hàng Pháp, ok không ạ? Và bạn bắt đầu bạn ra bạn mở cái nhà hàng Pháp với trong một tình trạng là vừa thiếu kiến thức, vừa thiếu trải nghiệm, chỉ có tiền thôi. Thì bạn mở cái nhà hàng Pháp ở quận 10, và khi mà cái vốn ra mở các bạn, tất cả mở hết đó là 750 triệu. Mở tháng đầu tiên ra không có khách, khách rất là ít, leo queo vài khách rồi. Và cái chi phí nó tăng lên nữa, bạn phải mất tiền túi nó tới tháng thứ hai cũng tình hình nó không có cải thiện, và cái chi phí nó tăng lên rất là nhiều. Và tới tháng thứ ba thì từ 750 triệu bây giờ nó đã tăng lên 900 triệu rồi, và bạn đuối. Bạn rất là đuối. Thì có một người chia sẻ bạn là nên đi học cái lớp của mình, thì khi mà bạn tới bạn gặp mình thì thực sự là bạn nằm trong cái tình trạng là hết tiền mất tiêu rồi. Hết tiền rồi. Và hỏi ra một hồi thì đúng là bạn chỉ là người biết mở ra cái quán thôi, chứ làm sao để có khách hàng vào, làm sao để nhiều người biết tới cái quán này, thì hầu như là hoàn toàn bạn không có. Tóm lại là bạn không có cái khái niệm về kinh doanh, bạn chỉ là người mở ra cái quán thôi, bạn hình dung ra này, bạn không có cái khái niệm kinh doanh. Và cũng không có tính được làm cái chi phí khởi nghiệp bao nhiêu là nó phù hợp. Rồi ngoài cái chi phí nghiệp thì chúng ta cần phải có cái chi phí duy trì. Các bạn hàng tháng mà chúng ta không có khách hàng thì chúng ta phải có cái tiền để chúng ta duy trì, để một ngày nào đó, để đủ lâu để khách hàng nó biết về ta. Thì hầu như bạn hoàn toàn không biết những cái kỹ năng đó, không biết những cái kiến thức đó. Và mình mới kêu là bây giờ hãy nhanh chóng thoát ra để tiền nó bạn bảo vệ được cái gì sang lại cho người có kinh nghiệm. Thì không kịp sang luôn, bạn hết tiền rồi, không chịu nổi. Và chừng cuối cùng bạn mất đứt các bạn 900 triệu, hơn 900 triệu. Cái sai lầm của bạn nó rất là nhiều thứ, thiếu kiến thức về kinh doanh mà lại làm lớn. Thường thường á, chúng ta mới ra khởi nghiệp, chúng ta là người đầu là chúng ta phải làm từ từ, chúng ta làm nhỏ nhỏ. Không ai mà mới ra khởi nghiệp đầu mà đi làm lớn hết, đó là những người mà thiếu kiến thức và thiếu kênh kinh nghiệm thôi. Và cái thứ hai là chọn vị trí. Các bạn biết là ở quán ăn á, cái vị trí nó rất là quan trọng. Chặt vị trí là coi như là xong. Cái quán ăn về Pháp mà chọn vị trí ở quận 10. Một cái bí mật mà chúng ta mở những cái hàng mà thuộc dạng mà đặc sản Pháp nước ngoài, kinh doanh cho hàng Nhật á, là không phải chúng ta bán cho người Việt Nam mà chúng ta bán cho chính cái người Pháp đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta mở Việt Nam chúng ta bán, tại vì cái khách đó nó mới đi ăn lại nhiều lần. Còn cái khách của người Việt Nam chúng ta lâu lâu chúng ta vô chúng ta thưởng cái thôi, rồi suốt đời chúng ta đâu có vào lại đâu. Tức là định vị khách hàng cũng sai, tức là sai hết á, là cuối cùng là mất tiền. Các bạn nhận ra điều này, tức là thiếu kiến thức và thiếu trải nghiệm dẫn đến cái hậu quả nó vô cùng lớn các bạn. Và bạn đó bây giờ là phải đi làm lại rồi.